Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Việc điều hành kinh tế xã hội của Cộng sản tại Sài Gòn sẽ bị ảnh hưởng nếu không có cát lậu. Tờ báo Tuổi Trẻ ngày 23 tháng 4 năm 2019 loan tin, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Cộng sản tại Sài Gòn cho biết hầu hết các công trình quan trọng tại Sài Gòn đều sử dụng cát khai thác trái phép, và ông này cho rằng nếu mạnh tay với những người khai thác cát trái phép thì các công trình quốc gia sẽ bị đình trệ. Theo ông Minh, hầu hết các xe chở cát khai thác trái phép có trọng tải trọng hơn 1.000 tấn bị cơ quan công an bắt đều đi từ các tỉnh phía Bắc vào. Sau khi bị bắt và lập biên bản thì những chủ xe này đã không ở lại Sài Gòn, còn cơ quan công quyền thì ngại không muốn đi điều tra đầy đủ về nơi tiêu thụ, chủ phương tiện. Cơ quan điều tra đã không hề vạch trần sự đối phó của các công ty khai thác cát trái phép. Ngoài ra thì ông Minh còn nói rằng dù rất kiên quyết xử phạt các hành vi khai thác cát trái phép, nhưng hầu hết các công trình, kể cả công trình có vốn công ích, quan trọng cho sự phát triển kinh tế quốc gia, đều sử dụng cát khai thác trái phép. Cũng theo ông Minh thì nếu làm đúng thì các công trình này sẽ bị đình trệ, ảnh hưởng đến việc điều hành kinh tế xã hội, chậm tiến hành của các trọng điểm quốc gia. Mặc dù cát lậu tác động một cách tích cực cho việc điều hành kinh tế xã hội của Cộng sản tại Sài Gòn, thế nhưng Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Cộng sản tại Sài Gòn lại đề nghị cần tăng mức phạt tiền đối với hành vi khai thác cát trái phép và cần xác định khai thác khoáng sản trái phép là hành vi trộm cắp tài sản để giải quyết hình sự. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.